vi và đây là hai cái tầng hầm hai cái chồng lên nhau và chúng ta đang đứng ở độ sâu 13 mét. Thì chúng tôi chia là mặt cảnh hai không gian là theo lát cắt của địa tầng, tức là từ sớm đến muộn. Và tầng số nhất là tầng hầm hai này là trưng bày về thời kỳ tiền Thăng Long. Donc là on est à 13 mètres sous-sol. Il y a deux niveaux de sous-sol et ça correspond à deux niveaux de périodes différentes qu'on va ranger les objets. On expose. Faire la capitale. Faire la capitale.